Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019. Và ngay bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khối G7 thảo luận cải tổ khẩn cấp Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khối G7 khai mạc vào ngày hôm qua ngày 17 tháng 7 tại Pháp. Một trong các chủ đề lớn ám ảnh hội nghị 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là tình trạng khủng hoảng trầm trọng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, rường cột của hệ thống thương mại tự do toàn cầu hiện nay. Phát biểu tại hội nghị, bà Cecilia Malmström, Ủy viên Thương mại Âu Châu, khẳng định là WTO đang bị khủng hoảng trầm trọng và kêu gọi cộng đồng quốc tế thừa nhận điều này. Ủy viên Thương mại Âu Châu đã nhấn mạnh đến một vấn đề then chốt là vào tháng 12 năm nay, cơ quan phân xử tranh chấp được viết tắt là ORD của WTO sẽ rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, ít nhất là tạm thời, do việc Hoa Kỳ không ủng hộ việc bổ nhiệm các thẩm phán mới vào cơ quan tài phán này. Theo quan chức Âu Châu nói trên, nếu xảy ra thì đây sẽ là một điều tồi tệ, đặc biệt là đối với các nước nhỏ và các nước đang phát triển. Bà Christine Lagarde từ chức Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Christine Lagarde vào ngày 16 tháng 7 đã đệ đơn từ chức, viện dẫn lý do có nhiều phần rõ ràng là bà sẽ được đề cử làm lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu. Bà Lagarde cho biết quyết định từ chức của bà có hiệu lực vào ngày 12 tháng 9, phát tín hiệu chính thức để IMF khởi động tìm kiếm người kế nhiệm, có thể là một người châu Âu khác. Bà Lagarde nói trong một thông cáo rằng, với nhiều sự rõ ràng hơn về quy trình đề cử tôi làm chủ tịch ECB và khoảng thời gian cần cho việc này, tôi đưa ra quyết định này vì lợi ích cao nhất của quỹ. Bà nói việc từ chức của bà sẽ đẩy nhanh việc lựa chọn người đứng đầu IMF tiếp theo. Việc kế nhiệm của IMF cũng là một chủ đề thảo luận chính giữa các bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nước G7 họp trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tại Chantilly, Pháp. Nghị viện châu Âu sẽ tổ chức một cuộc biểu quyết không ràng buộc về việc chuẩn thuận bà Lagarde, dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu chung quyết tại một hội nghị thượng đỉnh thường niên vào hai ngày 17 và 18 tháng 10. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch Ebola là tình trạng nguy cấp toàn cầu. Vào ngày hôm qua 17 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hiện được coi là một trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Cho đến nay, tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã có 2.512 người bị nhiễm bệnh Ebola và giết chết 1.676 người trong số họ. Cũng theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, số trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm bệnh ở mức tương đối cao. Sau khi nhiễm virus, trẻ em lại là nguồn lây bệnh cho phụ nữ. Trong số những người trưởng thành, phụ nữ chiếm 57% số trường hợp nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm bệnh là 77% so với tỷ lệ tử vong chung tại Congo trong đợt dịch này là 67%. Đây là đợt dịch lớn thứ hai bùng phát trong lịch sử sau đợt dịch Tây Phi vào năm 2014 đến năm 2015, khi có 28.616 người lây nhiễm và khiến cho 11.310 người tử vong. Theo WHO, Ebola là căn bệnh do virus gây ra với các triệu chứng ban đầu như là sốt đột ngột, đau cơ, đau họng. Sau đó thì người bệnh bị nôn mửa, tiêu chảy, một số trường hợp có thể bị xuất huyết cả bên trong và bên ngoài. Căn bệnh này lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần gũi với động vật bị nhiễm bệnh. Tiếp đó thì virus sẽ lây lan từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với nhau, dịch cơ thể hoặc là nội tạng nhiễm bệnh, hay là lây gián tiếp qua môi trường ô nhiễm. Thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ 2 ngày cho đến 3 tuần và rất khó để chẩn đoán bệnh. Tòa án Nga ra lệnh tiếp tục giam giữ thủy thủ Ukraine. Một tòa án ở Moscow hôm qua đã ra phán quyết rằng
6 trong số 24 thủy thủ Ukraine đầu tiên bị Nga bắt giữ ngoài khơi Crimea vào năm ngoái sẽ bị giam giữ trước phiên tòa thêm 3 tháng nữa. Tòa án sẽ ra phán quyết đối với các thủy thủ còn lại sau đó vào thứ Tư. Trước đó, Hải quân Nga đã bắt giữ các thủy thủ Ukraine và 3 tàu của họ ở eo biển Kerch, nối liền biển Đen và biển Azov vào ngày 25 tháng 11 năm 2018, sau khi nổ súng vào họ. Moscow cáo buộc họ xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển Nga, trong khi Kiev phủ nhận cáo buộc này. Tổng thống Vladimir Putin cho biết vào tháng 6 rằng số phận của các thủy thủ Ukraine phải được liên kết với việc thả các công dân Nga được giam giữ tại Ukraine mà Moscow muốn được giải cứu. Tòa án quốc tế về luật biển ILOS có trụ sở tại Hamburg nói vào hồi tháng 5 rằng Moscow nên thả các thủy thủ ngay lập tức. Tuy nhiên, Điện Kremlin từ chối cuộc gọi đó. Lãnh đạo đảng đối lập của Anh Quốc bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Thủ tướng Anh Theresa May và lãnh đạo của đảng lao động đối lập Jeremy Corbyn đã tấn công nhau về những cáo buộc phân biệt chủng tộc tại một phiên họp của nghị viện. Phiên họp gồm các câu hỏi của Thủ tướng diễn ra vài giờ sau khi hơn 60 thành viên đảng đối lập của Thượng viện Anh Quốc đã ký một tuyên bố cáo buộc ông Corbyn đã thất bại trong việc kiểm soát chủ nghĩa bài Do Thái trong đảng. Corbyn, một nhà vận động kỳ cựu cho các quyền của Palestine và là nhà phê bình của chính phủ Israel, từ lâu đã bị buộc tội vì ông đã cho phép một nền văn hóa chống Do Thái phát triển mạnh trong đảng đối lập chính của Anh Quốc. 8 nhà lập pháp đã rời đảng hồi đầu năm nay vì chủ nghĩa bài Do Thái và quan điểm của Corbyn đối với Brexit. Đáp lại thì ông Corbyn đã trích dẫn một cuộc khảo sát của YouGov vào tuần trước cho thấy là khoảng 60% thành viên đảng bảo thủ của bà May cho rằng là Hồi giáo là mối đe dọa đối với nền văn minh phương Tây. Cảnh sát Ý và Hoa Kỳ phát động cuộc truy bắt các gia đình mafia. Cảnh sát Ý và cảnh sát Hoa Kỳ đã phát động một cuộc truy bắt phối hợp chống lại các gia đình tội phạm lớn đang tìm cách xây dựng lại cơ sở quyền lực mafia của họ ở Sicily. Các nhà điều tra Ý cho biết hơn 200 cảnh sát bao gồm các sĩ quan từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã thực hiện 19 lệnh bắt giữ nhắm vào gia tộc Inzerillo ở Sicily và gia đình Gambino có trụ sở ở New York. Nhóm tội phạm có tổ chức của Sicily được gọi là Cosa Nostra đã ở trong tình trạng hỗn loạn kể từ cái chết của ông chủ đáng sợ Salvatore Totorina, người đã chết trong tù năm 2017 sau khi trải qua gần 1/4 thế kỷ đằng sau song sắt. Rina đã phát động một cuộc chiến tranh mafia dữ dội trên địa Trung Hải và những năm 1980, buộc gia đình Inzerillo phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ khi gia tộc của mình chiếm lãnh thổ của họ ở vùng ngoại ô thành phố Palermo. Gia đình này kể từ đó đã tìm cách đòi lại công việc kinh doanh cũ của mình. Cảnh sát nói đã được giúp đỡ bởi các đồng minh ở New York. Tiếp theo là bản tin Pháp nói chưa sẵn sàng để đón nhận tiền Libra của Facebook. Pháp cho biết các điều kiện chưa chín mùi để Facebook tiến hành các kế hoạch cho đồng tiền kỹ thuật số Libra của mình khi các bộ trưởng tài chính G7 tập trung ở Paris vào ngày thứ Tư cho một cuộc họp tập trung vào quyền lực của các đại gia công nghệ lớn. Thông báo gần đây của Facebook về kế hoạch ra mắt đồng tiền kỹ thuật số đã gặp phải nhiều phản đối từ các nhà quản lý, ngân hàng trung ương và chính phủ, khẳng định là họ phải tôn trọng các quy tắc chống rửa tiền và đảm bảo an toàn cho các giao dịch và dữ liệu của người dùng. Nhưng cũng có những lo ngại sâu sắc hơn rằng là các cường quốc đang phát triển của các công ty công nghệ lớn ngày càng lấn chiếm các khu vực thuộc chính phủ như là phát hành tiền tệ. Nước Pháp là chủ tịch của nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến đã yêu cầu thành viên ban điều hành của Ngân hàng Trung ương Âu Châu Bonaerker đã thành lập một nhóm đặc nhiệm G7 để xem xét các loại tiền điện tử và tiền kỹ thuật số như là Libra. Người Venezuela tìm thú vui với vẹt trong tình trạng khủng hoảng. Tìm kiếm một lối thoát khỏi thực tế hàng ngày của Venezuela không phải là một chuyện, nhưng Carmen Gomez tìm thấy niềm an ủi khi tiếp các vị khách trên nóc tòa nhà chung cư ở Venezuela của cô mỗi sáng. Đàn vẹt đuôi dài màu xanh và vàng đến vào lúc bình minh. Gomez, một nhà trị liệu y học 49 tuổi, ngồi vào buổi sáng trên đỉnh tòa nhà 11 tầng của cô với một hộp hạt hướng dương và một khay chuối để chờ chúng đến. Sau gần một giờ, hai con vẹt đuôi dài đáp xuống mái nhà. Một con thứ ba bay tới và hạ cánh trên đầu của cô.
Sự tiếp xúc đơn giản với vẹt đuôi dài thân thiện với con người đã trở thành một sự lựa chọn thay thế cho các chuyến đi xem phim đắt tiền hoặc các chuyến đi đến bãi biển nhằm giúp mọi người thư giãn. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy Venezuela có từ 200 đến 300 con vẹt đuôi dài màu xanh và màu vàng, được cho là đến từ các khu rừng ở miền nam Venezuela, theo nhà sinh học Maria Gonzalez thuộc trường Đại học Simon Bolivar cho biết. Tiếp theo là bản tin liên quan đến cơ quan vũ trụ châu Âu ESA ngắm nhật thực nhân dịp 50 năm đặt chân trên mặt trăng. Những người hâm mộ đã tập trung tại trụ sở cơ quan vũ trụ Âu Châu ESA ở Darmstadt của Đức Quốc để xem nhật thực một phần xảy ra vào dịp kỷ niệm 50 năm khởi động sứ mệnh đưa Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins lên mặt trăng vào năm 1969. Cơ quan vũ trụ Âu Châu đã mở cửa và cho phép du khách sử dụng tất cả các loại kính viễn vọng để theo dõi sự kiện khi mặt trăng thẳng hàng với mặt trời và trái đất. Có mặt tại khoảnh khắc này là phi hành gia ESA Thomas Ritter, người vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi ngắm mặt trăng đầu tiên 50 năm trước. Ritter cũng cho biết là ESA đang giúp chuẩn bị đặt chân lên mặt trăng lần tiếp theo cùng với NASA. Họ đang tranh giành để đáp ứng nhiệm vụ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024. Chồn Meerkat và nhím ở sở thú London sắp chuyển nhà mới. Những chú chồn Meerkat và nhím từ sở thú London chuẩn bị trở thành bạn cùng phòng trong một lần di chuyển đến Animal Adventure, một sở thú mới của trẻ em khai trương vào ngày 31 tháng 7. Các cảnh quay được quay vào hôm thứ Tư và được phát hành bởi sở thú cho thấy anh em nhà Meerkat, Liam và Rue đào bới tìm dế trong một chiếc vali yêu thích của chúng, trong khi nhím Cape Lena, Polly và Nancy phát hiện ra nhiều loại hạt. Sở thú viết trong một thông cáo báo chí rằng ngôi nhà mới của chúng trong Animal Adventures có rất nhiều tiện nghi sinh vật, bao gồm các khu vực đá và cát để nhím chơi xung quanh và các đường hầm và điểm nhấn hoàn hảo cho những con Meerkat vì chúng thích tắm nắng và đào bới. Meerkat có nguồn gốc từ Nam Phi, Botswana và Angola, hầu hết sống trong các hang ngầm dưới đất trong các đàn, khoảng 30 con. Theo sở thú nhím Cape hay nhím Nam Phi, loài nhím lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ miền Trung và miền Nam châu Phi. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.